Xin chào quý anh chị và các bạn. Các bạn đang thấy mình giống cái gì ạ? Giống như một gấu bông. Và thời điểm mình đang quay video gửi đến các bạn đây để là một cái thời điểm mà ở ngoài Bắc rất là lạnh. Ở trong cái thời điểm này miền Bắc đã rơi vào những cái tình trạng là chỉ có khoảng 8 đến 11 độ thôi các bạn ạ. Và lúc mà mình đang quay video các bạn đây là mình phải chọn vào cái thời điểm mà buổi trưa mình dám đứng ra ngoài vườn này để quay video các bạn mà vẫn rất là lạnh. Vậy thì chúng ta lạnh như vậy thì mùa đông cây phong lan chúng ta nó lạnh như thế nào? Thì các bạn đã có những cách gì để các bạn khắc phục trong cái việc mà giúp cây phong lan nó chịu được hết chưa? Vậy thì mình sẽ bật mí cho các bạn xem một cái bí mật rất là đơn giản nhưng mà các bạn có thể giúp những cây phong lan các bạn chịu được những cái rét của mùa đông này các bạn nhé. Đầu tiên, nếu các bạn có nhiều cây phong lan, hãy để chúng sát lại gần nhau. Khi các bạn để những cây phong lan gần lại với nhau, nó sẽ giúp cho cây phong lan giữ ấm một cách tự nhiên, chúng sẽ tự chắn gió cho nhau. Và như vậy cũng sẽ có tác dụng rất là tuyệt vời trong cái việc mà giữ ấm cho cây phong lan đấy các bạn ạ. Cái điều này mình nghĩ là không phải ai cũng biết được cả. Và một trong những cái điều thứ hai là hãy cố gắng trong cái vấn đề đôi khi mà buổi trong ngày, nếu những cái thời điểm mà trời nó hửng nắng lên, ví dụ như thời điểm bây giờ mình đang quay video là khoảng 1 giờ trưa, lúc này thì nếu mà đã có những ánh nắng mặt trời, các bạn hãy cố gắng di chuyển những cái phong lan mà có lụ hoặc đang có hoa, các bạn di chuyển ra những nơi có ánh nắng để làm gì ạ? Để giúp cho cây nó hấp thụ được ánh nắng mặt trời và nó quang hợp tốt hơn. Đó là hai cái điều mà các bạn cần phải làm trong cái việc mà giúp cho cái phong lan giữ ấm vào cái mùa đông này nhé. Bên cạnh đó thì các bạn cũng nên bổ sung những cái loại phân thuốc để các bạn hỗ trợ cho cái phong lan nó chống chịu lại cái mùa đông này. Thì trong hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái loại phân thuốc mà nó sẽ rất hữu ích trong cái việc mà chúng ta sử dụng để chống rét cho cây phong lan của các bạn nhé. Thì điều đầu tiên mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái combo dùng 3 sản phẩm. Combo gồm 3 sản phẩm này, cái sản phẩm đầu tiên mình muốn giới thiệu và gửi đến các bạn đó chính là cái sản phẩm của siêu đen đỏ. Cái siêu đen đỏ thì nó có rất nhiều loại siêu đen đỏ của nhiều hãng trên thị trường. Nhưng một trong những cái hãng mà mình rất là thích và cái hãng này nó được cấp phép sử dụng siêu đen đỏ cho lúa các bạn nhé. Tại sao mình lại đề cập đến vấn đề là siêu đen này được sử dụng cho lúa, nó có tác dụng gì cho cây phong lan? Cái siêu đen này sử dụng được cho rất nhiều loại cây trồng, trong đó có phong lan và lúa. Thì các bạn sẽ để ý quan sát giúp mình, sẽ rất ít những loại phân thuốc ở trên thị trường bán mà các bạn sử dụng cho phong lan ở trong đó được phép sử dụng cho lúa, bởi vì sử dụng cho lúa là nó gọi là cái nông nghiệp chính của Việt Nam chúng ta, cho nên là những cái loại mà thuốc mà bảo vệ thực vật như này mà được phép sử dụng cho lúa là những loại thuốc mà nó là rất là tốt đó. Thì siêu đen đỏ này ngoài cái việc mà giúp chống chịu rét ra thì cái cây siêu đen đỏ này nó có tác dụng là giúp cho cái sự phát triển của hồng hoa rất là tốt. Vào những thời điểm mà mình đang quay như này, nó đang lạnh như thế, những cây phong lan của các bạn nếu trong cái tình trạng mà nó gặp những thời tiết nó lạnh ngắt, nó lạnh như thế này đi mà chúng ta không có những biện pháp để mà giúp cây phong lan chúng ta nó giữ ấm cho nó và kích thích cho nó được phát triển đều lại, thì các bạn sẽ thấy là những cái ngồng hoa của những cây phong lan của các bạn đôi khi nó sững lại, nó không phát triển tiếp. Thì cũng chỉ còn đâu đó khoảng 40-50 ngày nữa là Tết rồi, nếu những cái ngồng hoa của chúng ta nó sững lại, nó không phát triển nữa thì chắc chắn là chúng ta sẽ không kịp có những cái chậu hoa để đón Tết đâu cả. Vậy thì cả một năm chăm sóc mà Tết lại không có được những cái ngồng hoa như chúng ta muốn thì nó rất là điều đáng tiếc. Nhưng nên mình khuyên các bạn, nếu các bạn muốn những cây phong lan các bạn giữ cho nó ấm, nó tốt hơn mà nó phát triển được tiếp tục vào để ra hoa đúng giai đoạn Tết ấy, thì các bạn nên sử dụng cái siêu đen đỏ này các bạn nhé. Bộ combo này gồm 3 sản phẩm. Sản phẩm đầu tiên nhà mình giới thiệu với các bạn đó là siêu đen đỏ. Bộ combo cái sản phẩm thứ hai đó chính là Super Kali. Tại sao lại nói đến vấn đề Super Kali? Nó có một tác dụng cực kỳ hay, đó là giúp cho cái cây phong lan của các bạn chống chịu lại với thời tiết khắc nghiệt rất là tốt. Điều đó là cái điều mà không phải ai cũng biết được trong cái việc sử dụng Super Kali. Nhưng nếu mà các bạn tham khảo, các bạn có thể lên Google, các bạn gõ luôn cái công dụng của Kali đối với cây phong lan là gì, thì trong đó nó họ sẽ liệt kê cho các bạn luôn là một trong những công dụng rất là hay của Super Kali đó là giúp cho cây phong lan chống chịu lại được thời tiết khắc nghiệt. Thêm cái thứ hai đó là Kali đóng một vai trò chính trong cái việc mà giúp cái cây của các bạn cho cái quá trình trao đổi chất của cây, và nó giúp cho quá trình dẫn nước của cây được diễn ra một cách thuận tiện hơn và thuận lợi hơn. Thì hai điều đó nó sẽ vừa hay đúng với cái dịp mà mùa đông này, bởi vì mùa đông này thông thường nhà những cái cây của chúng ta nó rơi vào cái trạng thái nó ngủ đông, cái quá trình
trao đổi chất và quá trình dẫn nước của nó diễn ra chậm hơn. Nên chúng ta nên sử dụng super kali này để giúp cái cây hôm nay chúng ta nó cái quá trình trao đổi chất và cái quá trình dẫn nước nó diễn ra một cách thuận lợi như bình thường, để giúp cây phong lan chúng ta nó phát triển được bình thường các bạn nhé. Nếu không nó sẽ bị sững lại ngay. Bên cạnh đó, kali còn có một cái tác dụng là giúp cho cái cây của chúng ta nó có nhiều hoa, màu hoa thắm hơn, và nhất là cái màu hoa, cái hoa đó nó sẽ lâu tàn hơn các bạn ha, nó sẽ lâu tàn hơn. Cái điều đó là các bạn cần phải lưu ý. Và cái sản phẩm thứ ba mà các bạn nên sử dụng thì B1 đó. Đây là cái sản phẩm B1 Thái. Cái B1 này nó không khác gì một cái chất kích thích mà nó giúp cho cái cây phong lan chúng ta nó tăng được cái sức đề kháng lên. Vậy thì cái cách sử dụng nó như thế nào? Nếu các bạn mua một combo như này sẽ gồm có là hai túi siêu đen đỏ các bạn nhé. Một lọ super kali và một lọ B1 như này mình sẽ gửi đến các bạn với cái giá là 100.000 đồng bao ship các bạn nhé, 100.000 đồng bao ship. Và các bạn có thể sử dụng như sau. Cái liều lượng pha thì ở tất cả những sản phẩm họ đã in sẵn trên bao bì, các bạn có thể áp dụng theo cái đó. Và nếu các bạn cẩn thận hơn thì các bạn sẽ làm bằng cách là sẽ pha loãng hơn cái chỉ định của nhà thuốc đi, bởi vì cái mùa đông cây nó hấp thụ cái chất dinh dưỡng nó rất là chậm các bạn ạ, rất là chậm, cho nên các bạn sẽ pha loãng hơn cái chỉ định của nhà và phân phối các bạn ha. Và các bạn nên sử dụng là khoảng 2 lần, mỗi lần cách nhau khoảng chừng 1 tuần, thì như vậy sẽ giúp cho cái phong lan của các bạn nó chống chịu lại với cái rét này tốt hơn. Sau khi các bạn sử dụng siêu đen đỏ xong, các bạn cũng có thể bắt đầu có thể sử dụng super kali. Cái super kali này các bạn cũng có thể phun 2 lần cho cây, và mỗi lần cách nhau khoảng chừng 5 hôm. Là các bạn, trong cái quá trình mà các bạn sử dụng siêu đen đỏ và super kali này, các bạn có thể pha chung với cả B1. Như mình nói, B1 nó như một cái chất giúp cho cái phong lan nó tăng sức đề kháng hơn trong cái mùa đông lạnh này. Ngoài những cái phân thuốc này ra, mình gọi chung nôm na đó là những cái loại phân tan nhanh giúp cây hấp thụ nhanh nhất, thì chúng ta còn nhớ một cái loại phân thuốc đó là phân thuốc tan chậm. Vậy thì phân thuốc tan chậm nó là có những loại nào trên thị trường? Mình đang có trong tay đây là 2 loại phân tan chậm. Một loại phân tan chậm mà dạng viên như này, người ta gọi là phân trì. Cái phân này là phân độc đóng gói của Nhật các bạn nhé, phân trì của Nhật. Trên tay mình đang cầm cái gói ở đây với trọng lượng là 200 gram. Và cái phân trì này nó là một loại phân vô cơ các bạn nhé, một loại phân vô cơ, tức là khi mà các bạn bón vào gốc cây nó sẽ tan cái chất dinh dưỡng ra một cách chậm từ từ, giúp cho cây lúc nào cũng có chất dinh dưỡng ở trong cái quá trình chúng ta tưới nước các bạn ha. Mỗi khi chúng ta tưới nước là cái chất dinh dưỡng nó sẽ tan ra một cách từ từ ở trong cái nước đó. Cái phân thứ hai mà mình muốn đề cập đến hôm nay đó chính là loại phân hữu cơ, một loại phân tan chậm hữu cơ mà chúng ta hay gọi đông na đó là phân dê. Cái phân dê này tại sao mình lại đề cập trong cái vấn đề ngày hôm nay? Cái phân dê này thì các bạn biết rồi, nếu các bạn sử dụng phân dê thì phân dê nó là một dạng phân chuồng, phân hữu cơ. Khi các bạn sử dụng nó sẽ rất là nóng cho cây. Nếu các bạn không biết cách sử dụng mà mùa hè các bạn để quá nhiều phân dê vào gốc cây thì cái rễ cây nó cũng có thể bị nóng hơn các bạn ha. Nhưng cái điều này nó lại rất phù hợp với những cái cây mà được trồng một giai đoạn mùa đông như thế này, thì phân dê nó sẽ giữ ẩm, giữ ấm cho cái gốc cây của bạn rất là tốt. Cho nên các bạn có thể sử dụng bổ sung một trong 2 loại phân này để các bạn cung cấp thêm cho cái cây phong lan của các bạn. Cái túi phân trì này mình sẽ gửi đến các bạn nếu các bạn mua chung những sản phẩm mà mình vừa nêu trên, là bộ combo 3 sản phẩm này có giá là 100.000 đồng đó. Thì nếu các bạn mua thêm kèm vào thêm thì mình sẽ gửi đến các bạn với cái giá là 40.000 đồng cho 200 gram này các bạn nhé, 40.000 đồng cho 200 gram này. Còn nếu mà các bạn mua riêng thì các bạn có thể mua từ 3 gói trở lên, mình sẽ free ship cho các bạn. Còn cái phân dê này thì mình sẽ gửi đến các bạn một cái gói này, nó sẽ bao một cái túi như này, nó bao gồm là 15 gói và được đóng gói rất là cẩn thận của công ty Đồng Hòa, chứ không phải là cái loại phân chúng ta làm rất là thủ công đâu. Thì cái phân dê này mình sẽ gửi đến các bạn với cái gói như thế này là 45.000 đồng nếu các bạn mua kèm cùng cái bộ combo 3 sản phẩm kia. Và nếu các bạn không muốn mua kèm cùng 3 sản phẩm kia mà các bạn muốn mua riêng thì các bạn cũng có thể mua 3 sản phẩm, 3 túi phân dê này, mình sẽ gửi đến các bạn với giá free ship các bạn ha, 145.000 đồng một gói, 3 gói sẽ là free ship.
Thì đó là những loại phân mà mình nghĩ là sẽ giúp được cho cây phong lan của các bạn giữ ấm được trong cái giai đoạn là mùa đông này rất tốt. Với cá nhân mình, không phải là do mình bán phân mà mình nói, với cá nhân mình, chúng ta đã bỏ quá nhiều thời gian ra để chăm sóc những cây phong lan chúng ta, bởi vì chúng ta yêu thương, chúng ta thích phong lan, chúng ta đam mê phong lan thì chúng ta mới trồng. Và trong suốt cả một năm trời chúng ta trồng như vậy, mà đến cái giai đoạn cuối năm như này gặp lạnh, nếu chúng ta không chăm sóc cẩn thận, đôi khi cái phong lan ta nó ra hoa không được như chúng ta mong muốn, hoặc là lạnh quá nó chết đi thì rất là đáng tiếc. Theo mình không có phải quá suy nghĩ trong cái việc mà bỏ ra thêm 100 hay là 200 trong cái việc mà mua cái phân để giúp cho cả cái vườn cây chúng ta nó vượt được cái mùa đông này, là cái điều mà mình cảm thấy là rất là ok các bạn ha. Vậy thì mình sẽ xin kết thúc cái video ở đây và xin gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và nếu các bạn mua hàng ủng hộ mình thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại mà mình kim ở góc bên trái màn hình, đó là số điện thoại mà đã kết nối Zalo của mình. Bạn có thể gọi comment cho mình qua số điện thoại hoặc là kết nối với Zalo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.